Lão chồng vũ phu. Cướp! Cướp! Giúp tôi với! Cướp! Cướp! Hắn cướp mất cái bóp của tôi rồi! Trời ơi! Trong đó là toàn bộ tiền lương tháng này của vợ chồng tôi! Anh kia đứng lại! Mau trả lại phí cho người ta đi! Chị à, chị đừng lo! Nhất định sẽ bắt được tên cướp thôi! Chị không biết chứ anh chàng Jack Kim đi xe đạp đang rượt theo cướp, chính là anh hùng bắt cướp của phố này đó! Lúc nào anh ấy cũng có mặt giúp đỡ mọi người đúng lúc hết! Anh ấy là cảnh sát sao? Thế thì may quá rồi! Cảnh sát thì chúng tôi đang gọi tới rồi! Còn cậu Jack Kim là hiệp sĩ đường phố có tiếng đó! Chưa có tài cướp nào bị cậu ấy rượt mà thoát được đâu! Đấy, cô xem kìa! Sắp bắt được tên cướp ví của cô rồi! Đứng lại! Cậu không chạy thoát được đâu! Tôi đã nói cậu không thể chạy thoát được mà! Không phải chuyện của anh! Hãy để tôi đi đi! Cậu cũng mạnh khỏe mà đi trộm cắp như thế này, không thấy xấu hổ hay sao? Cậu có lương tâm không? Đó là chuyện của tôi. Đừng hòng chạy thoát. Cậu ấy tỉnh rồi. Thật may quá. Anh ta thì sao? Tên cướp mà tôi rượt đuổi. Cậu may mắn chỉ bị thương phần mềm, còn anh ta bị thương rất nặng, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Mong cậu hãy mau tỉnh lại. Tôi xin cậu hãy tỉnh lại đi mà. Cậu có mệnh hệ gì tôi sẽ dai dứt suốt đời mất. Đừng lo, người này dù sống hay chết thì cậu cũng không bị liên lụy gì hết. Hắn là một tên cướp, chúng tôi đã truy đuổi cả tháng nay, cướp giật của không ít người rồi. Cậu chắc chắn sẽ được nhắc đến là một người hùng bắt cướp, sẽ không ai trách cậu đâu. Anh không có quyền nói như vậy. Người này dù có cướp bóc thì vẫn là một sinh mệnh mà. Thì tôi thấy cậu lo lắng nên mới nói vậy thôi. Không ai có quyền coi thường sinh mệnh của bất kỳ ai. Bọn anh có thể tra ra được địa chỉ nhà của người này chứ? Nếu có thì hãy cho tôi đi. Cậu ta xuất thân từ một vùng ngoại ô nghèo. Mặc dù chúng tôi đã thông báo về địa phương, nhưng vẫn chưa liên lạc được với người nhà. Hãy cho tôi địa chỉ của cậu ấy. Tôi muốn tìm đến nhà để báo tình hình sức khỏe của cậu ấy. Phải nói thế nào với người nhà của cậu ấy đây? Mình... chính mình đã gián tiếp gây ra tất cả mọi chuyện. Sama, con về rồi có phải không? Con đi đâu biệt biệt cả tháng nay vậy? Con đừng cố kiếm tiền trị bệnh cho mẹ nữa. Mắt của mẹ chữa không khỏi được đâu. Mẹ thấy yếu lắm rồi. Hãy ở nhà với mẹ đi con. Thời gian còn lại của mẹ, mẹ chỉ cần như vậy thôi. Sao con không nói gì, Sama? Có phải là con hay không? Dạ, thưa bà, cháu... Cậu không phải là Sam, cậu là ai? Dạ, cháu là bạn thân của Sam đây ạ. Cháu đến để... Có phải con trai của tôi đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Dạ, thưa bà, Sam... Cậu nói đi, có phải con trai của tôi vì tôi đã làm liều để lấy tiền trị bệnh cho tôi
Nếu thằng bé có mệnh hệ gì thì tôi có chết cũng không nhắm được mắt đâu. Cháu muốn nói là Sam là một anh hùng, vì đuổi bắt cướp mà cậu ấy gặp tai nạn. Hiện cậu ấy đã được đưa đến bệnh viện kịp thời, bác sĩ nhất định sẽ cứu sống cậu ấy thưa bác. Con thật là như thế hay không? Thật vậy không, con trai của tôi? Dạ thật thưa bà, chính cháu đã chứng kiến mọi việc. Xin bà đừng lo lắng, cậu ấy nhất định sẽ trở về sớm thôi. Ừ, bà, còn đây là phần thưởng của Sam, bà hãy nhận lấy đi ạ. Tôi không cần phần thưởng nào cả. Con trai của tôi làm được việc tốt, đó là điều tuyệt vời nhất. Mấy ngày nay ruột gan tôi như lửa đốt, chỉ sợ nó đi làm việc hồ đồ mà thôi. Nhưng mà thằng bé làm phiền cậu, hãy đưa tôi đến bệnh viện đi. Sam à, con hãy gắng lên. Cậu chắc đó cũng thật là, chi bằng đừng đưa bà cụ đến đây. Nếu bà cụ mà biết con trai mình vì làm chuyện phi pháp mà ra nông nỗi này thì sẽ đau đớn thêm vạn lần. Giờ thì tôi đã hiểu được vì sao cậu lại nhất mực muốn tôi buông tay để cậu chạy đi. Đây thực sự là một kỳ tích, nhịp tim đã dần ổn định trở lại rồi. Hãy tỉnh lại đi Sam, tỉnh lại đi, và nhất định phải làm lại cuộc đời và trở thành một anh hùng thực sự. Viên xương khớp Serbi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Serbi nhập khẩu bởi Sun Pharma. Sự tích con dế. Ngày xưa, ngày xưa có một người đàn ông hai vợ. Người vợ cả mất sớm, để lại cho ông một đứa con trai tên là Văn Linh. Người vợ thứ hai sinh cho ông đứa con trai khác tên là Văn Lan. Mình ơi, mình đừng bỏ mẹ con tôi mà đi nhé. Cha ơi, cha. Sau khi cha đi rồi, hai con phải thương yêu đùm bọc lẫn nhau nha. Phải nhớ, anh em như thể tay chân, nghe chưa? Cha yên tâm, hai anh em chúng con rất yêu thương nhau, sẽ không để cha phải lo lắng đâu ạ. À, còn bà, hãy chăm sóc Văn Linh như con đẻ của mình, nghe chưa? Tôi biết rồi, tôi sẽ chăm sóc cho hai con thật tốt. Cha ơi, cha. Mình ơi, mình. Thưa dì, con xin phép sang nhà thầy đồ để học ạ. Từ giờ con không cần sang nhà thầy đồ học nữa đâu. Ừ, nhưng tại sao lại như thế hả dì? Thầy đồ đóng cửa lớp học hay sao ạ? Thầy đồ không đóng cửa, nhưng cha mất rồi. Giờ con hãy lo làm việc để nuôi sống gia đình đi. Ra đồng cày cấy chẳng hạn, đừng có phí thời gian đi học vớ vẩn nữa. Nhưng từ nhỏ con đã quen với việc đèn sách, không quen cày cấy con sợ sẽ không làm được ạ. Không quen á thì học dần rồi sẽ quen. Chẳng có ai là tự nhiên biết việc cả. Con đừng có dở thói lười biếng ở đây. Dì và em không thể phục vụ con mãi được đâu. Ừ, con... Mẹ, cứ để anh Linh đi học đi. Từ nhỏ anh ấy đã quen với việc đèn sách, còn con quen việc cày cấy rồi. Việc đó mẹ cứ để con lo cho. Ừ, việc cày cấy không đến lượt của con. Con còn nhỏ, chưa đến tuổi. Con mới là người cần phải đi học hành tử tế đó.
Con chịu thôi, con không thích đi học đâu. Cứ như trước kia là tốt nhất mẹ ạ. Ngày trước khác, bây giờ khác. Con phải nghe theo lời mẹ chứ. Cứ cãi chăm chảm thế hả? Kìa mẹ, ngày cha còn sống, hai anh em con vẫn làm như thế có sao đâu. Mẹ cứ để anh con đi học đi ạ. Con cũng không hứng thú với việc học đâu. Ừ, con chào dì. Con ơi là con dại lắm. Có biết là nó sắp chiếm hết gia tài của con rồi không, mà còn đối xử tốt với nó như thế. Sau khi tôi qua đời, để lại cho mẹ con Văn Lan 3 mẫu ruộng và 1 cái trại bên kia đồi. Còn căn nhà và 3 mẫu còn lại để cho con trưởng là Văn Linh. Tôi sẽ không thực hiện theo đúng di chúc của ông đâu. Mẹ con tôi phải được tất cả chỗ gia tài này. Thằng Văn Linh đó sẽ không có cơ hội nhận lấy dù chỉ là 1 cắt. Hôm nay hai con hãy vào rừng mua gỗ cho mẹ. Nhà mình hết sạch gỗ để đun rồi. Đây là tiền mua gỗ, con hãy giữ cẩn thận. Văn Linh, sau chuyến đi này ngươi sẽ không còn tồn tại làm ngứa mắt ta nữa. Sao mặt mẹ mình đáng sợ thế kia? Hay là mẹ mình có mua đồ gì xấu với anh ấy? Vâng, thưa mẹ. Kìa em, mau đi nhanh lên. Chúng ta phải về nhà trước khi mặt trời lặn đó. Sao hôm nay em cứ ủ rũ, không nhanh nhẹn một chút nào vậy? Anh ơi, em thực sự không muốn làm thế với anh đâu. Ngày mai, mẹ sẽ sai 2 đứa vào rừng mua gỗ. Nhân cơ hội này, con hãy trừ khử nó. Đừng để nó sống sót mà quay trở lại căn nhà này nữa. Mẹ, tại sao lại phải làm thế? Anh ấy là anh trai của con mà, tại sao phải giết anh ấy chứ? Cha con qua đời rồi, theo lệ, phần lớn gia tài này sẽ thuộc về nó, vì nó là con trưởng. Còn mẹ con ta cùng lắm chỉ được 2-3 mẫu ruộng xấu, làm ăn gì nữa. Mẹ không muốn như thế đâu. Nhưng con sợ là con không thể làm được điều đó. Chúng con đã lớn lên bên nhau, tình nghĩa rất sâu đậm, làm sao con nở ra tay với anh ấy được? Không có nhân gì cả. Con hãy vì mẹ mà làm điều đó đi. Dù sao nó cũng là anh em cùng cha với con thôi, có phải do mẹ sinh ra đâu. Con cũng phải lo cho tương lai của mình chứ. Đây là gói thuốc độc, con hãy cho vào thức ăn của nó. Nó vẫn rất tin tưởng con nên sẽ không đề phòng đâu. Con phải mạnh mẽ lên. Chỉ một lát là xong thôi, sẽ không ai biết đâu. Kìa, em đang mãi nghĩ gì thế? Đi thôi nào, hôm nay em bị làm sao thế? Anh trông em lạ lắm. Anh, em có chuyện muốn nói. Chuyện gì thế? Trời ơi, có chuyện như thế sao? Trời ơi, mẹ mất, cha cũng mất. Người gì lại luôn tìm cách giết chết mình? Số phận mình sao bất hạnh và cay đắng thế? Mình đã cố gắng ngoan ngoãn chăm chỉ làm việc nhà, cố gắng học hành, nhưng mình càng cố gắng lại càng bị căm ghét, thậm chí bị hãm hại. Anh làm sao vậy? Tại sao anh tự dưng yên lặng không nói gì vậy? Mà dì đã bảo em dùng thuốc độc giết anh mà em không giết. Vậy giờ em tính sao? Tình nghĩa anh em ta bấy lâu nay sâu đậm, em thực sự không muốn làm hại anh, nhưng cũng không thể trái lời mẹ. Mà ý mẹ đã như thế thì trước sau gì bà cũng tìm cách hại anh thôi. Anh biết em đã nói thật với anh những điều này thì chắc chắn em sẽ không nghe theo lời gì để hại anh. Nhưng còn gì thì sao? Em sẽ đối phó với gì như nào đây? Thôi thì anh hãy cầm số tiền mua gỗ này mà đi nơi khác sinh sống. Em sẽ về nói với mẹ là anh chết rồi để mẹ yên tâm. Đến một lúc nào đó anh hãy trở về, chúng ta sẽ đoàn tụ bên nhau. Cảm ơn em đã lo nghĩ cho anh. Đó cũng là cách tốt nhất để vẹn toàn cả đôi đường. Tình nghĩa này anh sẽ không bao giờ quên. Em hãy bảo trọng nha. Anh đi đây. Tội nghiệp anh ấy. Còn mình sẽ giết một con thú nào đó rồi về báo lại với mẹ vậy. Chắc nhìn thấy máu mẹ sẽ tin thôi. Biết nay thế nào thằng Lan cũng mũi lòng không ra tay. May mà mình đã đi theo nó và kịp chuẩn bị một phương án khác. Này cậu, cậu có muốn ăn bánh không? Bà là ai vậy? Sao tôi trông bà cứ quen quen?
Chắc cậu nhầm rồi. Tôi bán bánh ở đây quanh năm suốt tháng, có đi đến đâu đâu mà quen. Cậu ăn bánh đi, bánh tôi bán vừa rẻ vừa ngon. Chắc tại cho mình bị ám ảnh bởi câu chuyện của Văn Lan thôi, chứ làm gì có chuyện gì lại xuất hiện ở đây. Vậy bà bán cho tôi 2 cái nha. Vâng, 2 cái chỉ 2 hào thôi. Thế là xong đời mày nha. Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Mình hiểu rồi. Bà bán bánh đó chắc chắn là dì cải trang để lừa mình. Hèn gì mình thấy rất quen, nhất là cái nốt ruồi ở đuôi mắt đó. Bà ta muốn truy cùng giết tận mình. Bà ta thật độc ác. Cũng may là mình vẫn chưa chết. Nhưng mình bị thương nặng thế này, đi đứng cũng khó khăn. Làm thế nào bây giờ? Nơi này hình như cũng gần mộ của mẹ. Mình phải cố bò đến đó mới được. Mẹ ơi, con đã lang thang khắp nơi, nhưng đất trời bao la quá, con chẳng biết đi đâu về đâu cả. Con chỉ biết tìm đến mẹ thôi. Mẹ ơi, sao mẹ lại ra đi sớm thế? Cha cũng mất rồi, dì thì tìm cách thảm hại. Con biết nương tựa vào ai bây giờ? Đây là đâu? Ta đang ở đâu thế này? Con trai. Trời, người là ai? Tại sao lại gọi ta là con trai? Lẽ nào... Phải, ta là mẹ của con đây. Mẹ? Mẹ ư? Chẳng phải mẹ đã mất rồi ư? Sao mẹ lại hóa thành phượng hoàng thế này? Hôm qua, con đã đến bên mộ ta và khóc cả ngày. Ở dưới mộ, thương con quá, nên ta đã hóa thành phượng hoàng để đưa con đến nơi này. Đúng là mẹ thật rồi. Mẹ đã nghe thấy lời con nói rồi. Mẹ ơi, con khổ lắm. Con cũng biết phải làm gì bây giờ. Mẹ cứu con với. Dì muốn hại con, muốn con chết. Con đừng lo, đã có mẹ ở đây rồi. Mẹ đã đưa con đến một nơi an toàn. Con hãy yên tâm ở lại, sẽ không ai làm hại con đâu. Con không nằm mơ đấy chứ? Mẹ sẽ bảo vệ con thật ư? Đúng vậy. Ta không thể để kẻ khác hãm hại con trai của ta được. Vì thế ta phải xuất hiện. Ta đã hóa ra nhà cửa. Bên trong có đầy đủ đồ dùng, đồ ăn và cả sách vở nữa. Con hãy ở đây chuyên tâm học hành. Hằng ngày ta sẽ đến thăm con. Con cảm ơn mẹ. Có mẹ rồi, con chẳng sợ gì nữa. Từ hôm đó, đêm nào Phượng Hoàng cũng bay đến chỗ Văn Linh để bảo vệ chàng. Tờ mờ sáng, nó cất tiếng gáy gọi chàng dậy rồi bay đi. Văn Linh không phụ lòng mẹ, chàng chuyên tâm học hành vô cùng chăm chỉ. Nhân chi sơ tính bổn thiện, nghĩa là con người sinh ra ban đầu bạn. Này Thúy Liễu, ngươi có nghe tiếng có người đang đọc sách ở gần đây không? Dạ, đúng là có người đang đọc sách ạ. À, thưa tiểu thư, vùng núi hoang sơ này mà cũng có người ở sao? Lại là học trò nữa. Chúng ta cùng lên đó xem sao đi. Dạ thưa tiểu thư. Có ai ở trong đó không? Xin hỏi cô tìm ai ạ? À? Chúng tôi lên núi hái thuốc, nhưng không để ý nên đi hơi lâu. Giờ về thì trời sắp tối, muốn ghé xin người ít lửa để xuống núi, không biết là có tiện không? Vậy mời cô vào trong,
để tôi lấy lửa cho cô. Anh ở đây có một mình thôi sao? Vâng, tôi ở đây một mình thôi. Tất cả mọi thứ đều tự lo liệu cả. Hình như anh là học trò. Cô quả là tinh mắt, tôi đúng là học trò ạ. Sau lần gặp đó, Văn Linh đã bén duyên cùng nàng tiểu thư Ngọc Châu. Từ chỗ quen nhau, làm bạn bè, họ muốn được nên vợ, nên chồng. Đám cưới được tổ chức đơn giản tại nhà của Ngọc Châu. Thấy con đã yên ổn, Phượng Hoàng liền bay đi và không trở lại nữa. Từ đó, Văn Linh chuyển đến ở nhà Ngọc Châu. Anh à, đêm muộn rồi, anh hãy nghỉ ngơi đi. Em cứ ngủ trước đi, anh phải đọc hết cuốn sách này đã. Anh đã quyết tâm thi tốt để đáp lại công sức bao lâu em đã chăm sóc cho anh. Anh yêu, anh chăm chỉ và chuyên tâm đèn sách như vậy, em tin rằng anh sẽ thành công. Anh ước gì sẽ đậu trạng nguyên và sẽ đưa em về quê nhà để anh vinh quy bái tổ. Em tin rồi sẽ đến ngày đó. 5 năm sau. Chúc mừng Trạng Nguyên Văn Linh. Chúc mừng Văn Linh. Thằng Văn Linh về rồi. Còn đố Trạng Nguyên nữa cơ. Tại sao lại thế? Rõ ràng năm xưa con đã... Mẹ nói sao? Anh Văn Linh trở về rồi ư? Con nghe nói có Trạng Nguyên về làng, không ngờ lại là anh ấy. Con phải đi đón anh ấy mới được. Kìa con, đừng đi. Chẳng phải trước kia, tại sao bây giờ nó lại trở về? Chắc chắn là hồn ma nó về đấy đòi mạng rồi. Trời ơi, phải trốn thôi. Ba mẹ kế nghe tin Văn Linh trở về thì vô cùng hoảng loạn, chui tọt vào trong gầm giường trốn. Nhưng vì quá sợ hãi nên đã vỡ mật mà chết, rồi hóa thành con dế. Viên xương khớp Sobi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Sobi nhập khẩu bởi Sâm Phạc Ma. Sự tích hoa 10 giờ. Trời đất ơi, con của ta, sao số của con lại khốn khổ như thế này? Kìa, người phụ nữ đáng thương, ta là nữ thần biển Hali đây. Cớ sao con lại ôm con khóc nơi đây thế này? Thưa nữ thần biển Hali, con trai bé bỏng của con mới sinh được vài ngày tuổi mà lại mang trọng bệnh. Người ta bảo rằng nó sẽ chẳng thể sống nổi một tuần nữa. Xin người, con cầu xin người, hãy rủ lòng thương tới đứa bé vô tội này. Cách duy nhất để có thể giữ được mạng sống của đứa trẻ này, đó là một cách rất tàn nhẫn với nhà ngươi. Ngươi liệu có chấp nhận không? Thật có cách để cứu con trai bé bỏng của con, thì dù mọi thứ có tàn nhẫn với con bao nhiêu, con cũng xin chấp nhận. Được, vậy ngươi hãy nghe đây. Mạng sống của đứa bé sẽ được đánh tráo cho mạng sống của ngươi. Thưa nữ thần Hali, chỉ xin người cho con thêm chút thời gian để chăm sóc thằng bé, được không ạ? Được, vậy ta sẽ cho con thêm thời gian để ở bên nó. Sau đó, ta sẽ để mắt trông nom đứa trẻ này. Cảm tạ nữ thần biển cả Hali. Con ngủ cho ngoan. Nín đi nào con ơi. Cảm ơn nữ thần Hali. Đau quá. Hết đau rồi. Nhiều năm sau. Y
dưới sự che chở của nữ thần biển cả Hali, Danby càng lớn càng cường tráng và khôi ngô. Kìa, là Danby kìa. Trông anh ấy thật khỏe khoắn. Công nhận đấy, đám trai tráng trong làng chẳng bằng một gốc của anh ấy. Chà chà, cái cậu Danby kia càng lớn càng khỏe mạnh khôi ngô. Cô gái nào trong làng mà lấy được cậu ấy thì coi như cũng thật may mắn. Ê, chỉ tiếc rằng mẹ cậu ta qua đời sớm quá, giờ một thân một mình kể ra cũng tội nghiệp. Nhà đơn chiếc, ra vào một mình thì cô đơn lắm. Bác ơi, cá của bác đi, bác để cháu kéo nốt về nhà cho bác nha. Cảm ơn cậu nha Danby, cậu thật tốt bụng. Có gì đâu bác. Mẹ, mẹ ở trên thiên đường có cô đơn không? Sao con ở đây thấy trống trải thế này chứ? Ôi, tội nghiệp Danby. Ta đường đường là nữ thần biển cả, vậy mà con nuôi của ta lại chẳng phải là một chàng trai hạnh phúc. À, đúng rồi, ta đã ban cho Danby sức khỏe, sự tuấn tú, thông minh. Thế nhưng ta lại chưa ban cho con tình yêu. Cái mà Danby cần ngay bây giờ chính là một người con gái để yêu đương và chia sẻ mọi buồn vui. Bấy lâu nay ta biết con vốn thích trốn dương gian. Con nghĩ sao nếu ta cho con lên trên đó? Nữ thần cho con lên mặt đất thật sao? Đúng vậy. Nhưng có một điều ta muốn nói rõ với con, rằng khi con lên mặt đất, những ký ức dưới thủy cung này của con sẽ mất đi. Những người con gặp, con quen và yêu ghét thế nào sẽ là do cảm xúc của con và tùy con quyết định. Con đồng ý không? Dạ, thưa nữ thần, con đồng ý ạ. Được. Ôi trời ơi, sao cô gái kia lại bị sóng đánh dạt vào bờ thế kia? Cô gái ơi, cô làm sao thế? Ta đang ở đâu thế này? Anh là ai? Tôi là Danby, còn cô là ai mà lại dạt vào bờ biển này thế? Nếu hôm nay mà không có ai ở đây thì cô sẽ ra sao? Là chàng đã cứu ta sao? Cảm ơn chàng. Thời gian sau. Chà, không khí tuyệt quá. Lúc nào mình cũng thích được đi dạo ở bờ biển thế này. Xin chào Sammy, cô lại đi dạo đấy à? Tôi biết một chỗ nhìn ra biển xa đẹp lắm, cô có muốn xem không? Vậy sao? Chỉ cho tôi đi. Và đúng như mong muốn của nữ thần biển Hali, cuối cùng Danby và Sammy cũng dần nảy sinh tình cảm. Ngày qua ngày, cứ 10 giờ sáng, cả hai lại hẹn nhau tay trong tay vui đùa trước biển xanh. Thế rồi một ngày kia, khi Danby đang trên đường trở về nhà, thì chuyện bất ngờ đã xảy ra. Trời sắp tối rồi, phải nhanh chân về thôi. Cha ơi, nước nóng đây rồi ạ. Ừ, để cha lau mặt cho cậu ấy. Khổ thân, anh ấy bị ngã đến bất tỉnh, lại còn bị gãy chân nữa. Tối nay không về thế này, chắc người nhà anh ấy lo lắng lắm. Thôi, ít ra chúng ta cũng phát hiện ra cậu ấy là cậu ấy cũng may mắn rồi. Chứ nằm ngất trong rừng đêm thì còn nguy hơn. Dạ vâng. Sao hôm nay mãi không thấy chàng ấy nhỉ? Sáng nào cũng vậy, đúng 10 giờ sáng, chàng ấy và mình hẹn sẽ đến đây cơ mà. Có chuyện gì rồi chăng? Có bao giờ chàng ấy quên hẹn với mình đâu chứ? Vài ngày sau.
Sami, con gái của ta, sao lại chỉ có mình con trơ trọi thế này? Có chuyện gì đã xảy ra mà mình không biết sao? Danby, con đang ở đâu vậy? Danby, anh ăn một chút đi. Cảm ơn cô đã cứu mạng. Không có gì. Nhiều ngày sau, Danby, chàng đang ở đâu vậy? Có chuyện gì đã xảy ra với chàng vậy? Danby ơi, Danby, nói điều này ra với con thật là khó khăn. Nhưng từ lúc gặp con, ta đã hy vọng rằng thân già này nếu có một ngày rời xa thế giới thì con có thể chăm lo cho Gina của ta. Gina và cha cô ấy đã cứu mạng ta, thế nhưng còn Sami nữa, phải làm thế nào bây giờ? Từ lúc gặp nạn trong rừng, ta còn chưa gặp Sami. Thời gian qua có lẽ chắc Sami cũng đã tưởng ta không còn nữa rồi. Cha, cha đừng làm khó cho Danby. Chàng ấy còn có cuộc sống của mình. Ừ, con cảm ơn bác. Cảm ơn Gina đã cứu mạng con. Nếu không có hai người thì con cũng không có ngày hôm nay. Con xin hứa với bác sẽ chăm lo cho Gina. Trong khi đó, Sami vẫn ngày đêm đi tìm kiếm Danby. Cho đến một ngày kia, nàng đã tìm thấy nơi Danby đang ở. Danby, mấy lâu nay không thấy chàng, hóa ra chàng ở đây. Chàng có người khác rồi sao? Trời ơi, trời ơi, biết thế ta không đi tìm chàng ấy để làm gì, để phải nhìn thấy cảnh trái ngang như vậy. Chàng ấy đã quên ta thật rồi, đã quên đi những cái hẹn 10 giờ cùng ta rồi. Thế này thì ta còn thấy sống làm gì nữa? Sami, con gái của ta, là tại ta, ta đã đưa con đến đây để phải chịu nỗi đau thế này. Nhưng quyết định của Danby ta không thể can thiệp. Người là ai vậy? Ta chính là nữ thần Hali của biển cả đây. Chính là ta đã ban cho con cuộc sống nơi dương gian này. Ta cứ ngỡ ở đây con sẽ được hạnh phúc. Ai ngờ con lại có kết cục buồn bã như vậy. Chỉ bằng giờ đây, con hãy về lại biển cả với ta con nhé. Nữ thần biển cả ư? Về lại với biển? Vậy là sao? Ta sẽ cho con lại ký ức cũ. Về với biển cả thì con cũng không còn là Sami của ngày xưa nữa rồi. Trái tim của con đã yêu thương, đã bị phản bội và tràn ngập nỗi đau. Làm sao con có thể quên đi nỗi đau này cơ chứ? Nhưng cho dù người con yêu thương không còn yêu thương con nữa thì con cũng không muốn quên đi chàng. Thế nên con xin người hãy cho con được ở lại đây. Ôi, Sami của ta ơi, tình yêu của con quá lớn. Thế nên phép thuật của ta cũng không còn tác dụng với trái tim và tâm trí của con nữa rồi. Đứa con ngốc nghếch của ta. Vậy là Sami đã lựa chọn ở lại để chờ đợi Danby. Thế nhưng thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió. Cứ mỗi ngày khi 10 giờ qua đi, trái tim Sami lại thêm một lần bị bóp nghẹt. Biển cả của ta, Sami của ta, ta xin lỗi. Hãy cứ coi như ta đã không còn trên đời này. Vì giờ đây, tính mạng của ta không còn thuộc về ta nữa. Ta nợ khu rừng này, nợ người con gái ở đây. Ta xin lỗi. Sami ơi, đừng đợi ta nữa. Sami khốn khổ của ta,
tình yêu vô vọng của con thật khiến cho ta day dứt và ám ảnh. Nếu chờ đợi là lựa chọn của con, thì lần cuối này ta sẽ ban cho con một sức sống bền bỉ khác. Loài hoa mà Sammy biến thành, từ đó cứ khi 10 giờ là lại nở rộ. Từng cánh hoa như hứng lấy những hạt nắng của mặt trời để sưởi ấm cho những giọt nước mắt chất chứa trong lòng của người con gái đầy đau khổ và tuyệt vọng. Người ta ví hoa 10 giờ chính là hiện thân của cô gái Sammy si tình đó. Hoa nở tượng trưng cho nỗi tuyệt vọng năm nào của cô đối với chàng trai, nên chẳng thể tươi lâu được. Viên xương khớp Serbi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Serbi nhập khẩu bởi Sâm Phạc Ma. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.